theo diễn biến mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine tại điểm nóng Bakhmut, mới đây ông Andrei Makarenko, quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk, tự xưng cho rằng việc Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ tới Bakhmut cho thấy tình thế tuyệt vọng đối với quân đội Kiev tại đây. Ông Makarenko nhận định việc chỉ huy quân đội Ukraine cố gắng triển khai các lực lượng tinh nhuệ và binh lính do phương Tây huấn luyện tới Bakhmut và sử dụng họ làm lính bộ binh trong cuộc chiến giành thành phố cho thấy tình thế tuyệt vọng của quân đội Ukraine tại đây. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền thanh Komsomolskaya Pravda ngày 27 tháng 3, ông Makarenko nói rằng các phương tiện truyền thông Ukraine tràn ngập tin tức nói rằng các đơn vị biệt kích đang được điều động đến Bakhmut để chiến đấu như lính bộ binh. Điều này cho thấy tình hình hiện tại rất nguy cấp đối với lực lượng phòng thủ Ukraine. Ông Makarenko cũng cho rằng quân đội Ukraine đang mất 200 binh sĩ mỗi ngày ở Bakhmut. Bakhmut nằm ở khu vực do Kiev kiểm soát tại Donetsk và là nút giao thông quan trọng trên tuyến tiếp vận cho quân đội Ukraine ở Donbass. Đây là nơi diễn ra những trận giao tranh khốc liệt nhất hiện nay. Tuần trước, ông Ian Gagin, cố vấn của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, thành phố này thực tế đã bị lực lượng Nga phong tỏa hoàn toàn và tất cả các con đường ra vào thành phố đều nằm trong tầm kiểm soát của pháo binh Nga. Ông Gagin nói rằng các lực lượng Nga đã giải phóng khoảng 70% Azovmoscow. Ông Zelensky thăm tiền tuyến tại Zaporizhia. Tổng thống Zelensky thăm khu vực Ukraine kiểm soát ở Zaporizhia và gặp các binh sĩ trong bối cảnh Nga tăng cường tiến công tại tỉnh này. Tôi đang ở vị trí tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia, tự hào được có mặt tại đây bên cạnh quân đội của chúng ta. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram hôm nay. Hình ảnh được công bố cho thấy ông Zelensky gặp gỡ và trao huy chương cho nhiều binh sĩ, sau đó nghe báo cáo về tình hình chiến sự trong khu vực. Chuyến thăm diễn ra cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang tiếp tục chiến dịch tiến công chủ động ở 6 hướng gồm Donetsk, Nam Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Kupiansk và Lyman. Lực lượng thuộc cánh quân đông đã tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraine tại thị trấn Malatomaka và Chebaki thuộc tỉnh Zaporizhia. Một trực thăng Mi-8 của đối phương cũng bị bắn rơi gần làng Temirovka tại tỉnh này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay. Zaporizhia là một trong 4 tỉnh Nga sáp nhập hồi tháng 10 năm ngoái, bên cạnh các tỉnh Donetsk, Lugansk và Kherson. Động thái diễn ra sau khi các khu vực này tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga. Nga đang kiểm soát khoảng 97% diện tích tỉnh Lugansk, 70% diện tích tỉnh Zaporizhia và Kherson, hơn 50% diện tích tỉnh Donetsk. Dù Nga kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở phía nam tỉnh Zaporizhia, nhưng thành phố thủ phủ cùng tên và một phần phía bắc vẫn do Ukraine nắm giữ. Moscow tuyên bố sẽ đẩy lực lượng Kiev ra khỏi khu vực này. Chef Henzerin, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền Nam của Ukraine hồi tháng 1 nhận định, Nga tăng hiện diện ở chiến tuyến đông nam tỉnh Zaporizhia, có khả năng mở đợt tiến công lớn tại đây. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã tấn công, chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Zaporizhia và kiểm soát được nhiều vị trí thuận lợi. Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Tổng thống Putin nói Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng, kiêm đồng minh Belarus, nước giáp với 3 thành viên NATO. Mỹ đã làm điều này trong nhiều thập kỷ. Từ lâu, họ đã đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của các đồng minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngày 25 tháng 3, giải thích động thái triển khai vũ khí của Moscow ở Belarus không có gì bất thường. Lãnh đạo Nga thêm rằng, ông đã trao đổi vấn đề này từ lâu với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và chúng tôi đã nhất trí thực hiện. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có đầu đạn nhỏ được thiết kế để sử dụng cho một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường thay vì phá hủy quy mô lớn. Ông chủ điện Kremlin cho biết Nga đã triển khai 10 máy bay ở Belarus có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Moscow cũng đã chuyển giao cho Minsk một số hệ thống tên lửa phóng loạn Iskander có khả năng phóng vũ khí hạt nhân. Moscow sẽ bắt đầu quá trình huấn luyện sử dụng từ ngày 3 tháng 4 và dự kiến hoàn thành xây dựng kho dự trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus vào ngày 1 tháng 7. Belarus có đường biên giới với 3 thành viên NATO là Ba Lan, Litva và Latvia. Nga và Belarus có mối quan hệ quân sự thân thiết và Minsk đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để đưa quân vào Ukraine. Hồi tháng 1, hai quốc gia tăng cường huấn luyện quân sự chung. Ukraine nói rằng họ không thể loại trừ khả năng Belarus tấn công nước này. Tuy nhiên, ông Lukashenko nhiều lần nhấn mạnh quân đội Belarus không tham gia chiến dịch của Nga ở Ukraine. Một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ bình luận rằng Moscow và Minsk đã thảo luận về chuyển giao vũ khí hạt nhân trong một thời gian dài. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn cam kết thực thi chính sách phòng vệ tập thể của NATO, quan chức này nói. Ngoài ra, ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai đạn uranium nghèo ở Ukraine nếu Kiev nhận được loại vũ khí này từ phương Tây. Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh, Annabel Gordy ngày 21 tháng 3 cho biết,
trong số đạn dành cho xe tăng chủ lực Challenger 2 sẽ chuyển cho Ukraine có đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo. Nga tất nhiên có những gì cần thiết để đáp trả. Chúng tôi có hàng trăm nghìn quả đạn pháo như vậy chưa sử dụng, ông Putin nói. Uranium nghèo là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium để sử dụng làm nhiên liệu và vũ khí hạt nhân. Có ít tính phóng xạ hơn so với kim loại này trong tự nhiên, nhưng gây lo ngại về độc tính. Uranium nghèo thường được dùng làm đạn xuyên giáp do có mật độ cao hơn 70% so với chì. Nghiên cứu trên tạp chí Harvard International Review thuộc Đại học Harvard ở Mỹ cho rằng uranium nghèo gây rủi ro sức khỏe với cả binh sĩ tham chiến và cư dân địa phương. Tổng thống Putin tháng trước tuyên bố đình chỉ tham gia New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn là Mỹ và Nga, làm dấy lên nhiều lo ngại về rủi ro đối đầu hạt nhân. Quan chức này nhiều lần khẳng định Moscow sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nước này đối mặt với mối đe dọa tồn vong. Trong khi đó, Mỹ khẳng định vũ khí hạt nhân chỉ nên được sử dụng trong những trường hợp cực đoan. Nga đánh sập cầu huyết mạch, ngăn đà phản công của Ukraine ở Luhansk. Pháo binh Nga đã đánh sập một cây cầu tiếp viện huyết mạch của quân đội Ukraine ở vùng Lyhansk, Luhansk. Lữ đoàn pháo binh số 120 của quân đội Nga hôm 25 tháng 3 đã công bố một đoạn video trong đó ghi lại cảnh các binh sĩ thuộc đơn vị này tập kích một cây cầu ở thị trấn Makivka, miền đông Ukraine. Trong đoạn video được đăng tải, cây cầu chiến lược tại Makivka đã phát nổ dữ dội và đổ sập sau khi trúng đạn pháo của Nga. Theo một số nguồn tin, lữ đoàn pháo binh số 120 đã sử dụng đạn pháo tăng tầm có độ chính xác cao cho vụ tập kích này. Cây cầu vừa bị phá hủy tại Makivka được cho là một ý nghĩa chiến lược của lực lượng Ukraine tại vùng Lyhansk, Luhansk. Hàng hóa và trang thiết bị khí tài tiếp viện cho mặt trận Svatovo và Kremlina của Ukraine thường xuyên được di chuyển qua cây cầu này. Việc phá hủy cây cầu tại Makivka sẽ giúp quân đội Nga làm gián đoạn tuyến hậu cần của Ukraine, qua đó làm giảm tốc độ tấn công của Kiev tại mặt trận Kremlina. Từ cuối tháng 12 năm ngoái, quân đội Ukraine đã liên tục tổ chức các đợt tiến công nhằm vào khu vực thành phố Kremlina do Nga kiểm soát. Để giải thích cho việc Kremlina trở thành một mục tiêu quan trọng của quân đội Ukraine, các chuyên gia quân sự đã nhấn mạnh về vị trí chiến lược của thành phố này. Kremlina nằm trên tuyến đường chính đối với Lysychansk và Severodonetsk và chỉ cách hai thành phố này khoảng 20 km. Giành được Kremlina sẽ mở đường cho Ukraine tiến tới Lysychansk và Severodonetsk, khu đô thị lớn thứ hai tại tỉnh Lugansk với dân số khoảng 250.000 người. Kịch bản Kiev kiểm soát Kremlina cũng sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Nga tại Lugansk. Trước sự nỗ lực kháng cự của quân đội Nga cùng lực lượng dân quân Lyhansk, Luhansk, mục tiêu kiểm soát Kremlina của Ukraine hiện vẫn chưa được hoàn tất. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Ukraine sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Kremlina trong thời gian tới như là một phần trong kế hoạch phản công giành lại lãnh thổ. Để tiếp sức trong đà phản công của Ukraine, các đồng minh phương Tây đã liên tục gửi thêm vũ khí hạng nặng cho quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hôm 26 tháng 3, ông Slavanka Petrovska, Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Macedonia tuyên bố nước này sẽ gửi 12 trực thăng tấn công Mi-24 cho quân đội Ukraine với khả năng hỗ trợ bộ binh và tấn công tiêu diệt xe tăng cùng xe bọc thép của đối phương một cách hiệu quả. Trực thăng này được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine đối phó với ưu thế áp đảo của lực lượng tăng thép sắt Nga. Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, 7 trực thăng tấn công Mi-24D đã được Cộng hòa Séc bàn giao cho quân đội Ukraine. Các trực thăng này sau đó đã chứng minh được hiệu quả chiến đấu đáng ghi nhận trong các cuộc giao tranh tại miền Đông và miền Nam nước này. Ông Medvedev nói, Nga không loại trừ kịch bản tiến công đến Kiev lần nữa. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho rằng, rất khó để xác định khi nào chiến sự Ukraine sẽ kết thúc và Moscow không loại trừ kịch bản tiến công đến Kiev lần nữa. Không loại trừ kịch bản nào, nếu cần tiến công đến Kiev thì sau đó chúng tôi sẽ tiến đến Kiev, hay nếu cần đến Lviv, chúng tôi sẽ mở rộng đến Lviv. Reuters dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev vào ngày 24 tháng 3. Năm ngoái, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24 tháng 2, Nga đã tập hợp lực lượng tìm cách bao vây thủ đô Kiev. Tuy nhiên, kế hoạch không thành, Nga sau đó phải rút quân, chuyển trọng tâm chiến dịch sang miền đông Ukraine. Xung đột đã bước sang năm thứ hai và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Medvedev cho rằng, còn quá sớm để khẳng định khi nào chiến dịch của Nga ở Ukraine kết thúc và chỉ Tổng thống Vladimir Putin mới có thể đưa ra đánh giá như vậy. Theo ông, có rất nhiều yếu tố tác động đến cục diện chiến sự ở Ukraine và Nga sẽ tìm cách để đạt được mọi mục tiêu đề ra. Ông Medvedev nói, Nga đang không chỉ giao tranh với Ukraine mà còn phải đối đầu với đội quân 3,6 triệu người của NATO. Họ can dự vào cuộc chiến này và họ cũng không cần che giấu điều đó. Cựu Tổng thống Nga bình luận. Ông cho biết, NATO, liên minh quân sự gồm 30 quốc gia thành viên với dân số 800 triệu người, đang tiếp tục viện trợ vũ khí, tài chính và huấn luyện cho đội quân Ukraine.
Moscow nhiều lần chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ khiến xung đột kéo dài và lan rộng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13 tháng 3 cho biết hiện không có bất cứ điều kiện nào cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nghĩa là Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu. Ưu tiên đối với chúng tôi là đạt được các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tại thời điểm này, những mục tiêu đó chỉ có thể đạt được thông qua các giải pháp quân sự, ông nêu rõ. Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine bị gián đoạn kể từ cuối tháng 3 năm ngoái. Từ đó đến nay, hai bên đều tuyên bố vẫn để ngỏ đàm phán, nhưng đưa ra các điều kiện tiên quyết mà bên còn lại coi là không thể chấp nhận được. Trong khi Kiev yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, thì Moscow muốn Ukraine phải công nhận thực tế lãnh thổ mới hay các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, cuộc chiến ở Ukraine cần phải chấm dứt bằng con đường ngoại giao, song triển vọng hòa đàm trong tương lai gần rất mờ mịt. Tôi nghĩ rằng sẽ có lãnh thổ ở Ukraine mà người Ukraine quyết tâm chiến đấu trên thực địa, nhưng cũng có lãnh thổ mà họ quyết định rằng họ sẽ phải giành lại theo những cách khác, nhà ngoại giao Mỹ nói. Ông nhấn mạnh, cho dù bằng cách này hay cách kia, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Ukraine.